Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trỏ Việt Nam Trung Quốc nổi cơn giận, gọi Hà Nội Bắc Kinh đòi tới ngay. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh và dường như là rất dồn dập sau hội nghị Trung ương 11 thì bắt đầu có những phát biểu và phát ngôn phản đối việc xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam. Và đặc biệt gần đây nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 thì trong cuộc tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội thì ông Nguyễn Phú Trọng là người cấp cao nhất về Đảng và Nhà nước đã bắt đầu có những phát biểu về những cái vụ việc này. Tuy nhiên ông không nói rõ từ nước nào gây ra điều đó. Và với cái việc đó, sau đó thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua, ngày 16 tháng 10 năm 2019 đã rất tức giận và lên án Việt Nam, yêu cầu phải tới gặp để bàn về vấn đề Biển Đông. Và hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức với các bạn mới nhất và trong nước chưa đặt, đó là việc Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Bắc Kinh kêu gọi Hà Nội đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Và báo Zhuit China Morning Post, tức là báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nói rằng trích lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 10 rằng chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hành động thiết thực. Thì đây là yêu cầu của ông, và thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc này đã được phát ra và cả thế giới đã biết. Tuy nhiên trong nước ở Việt Nam hiện nay cũng vẫn chưa có thông tin gì. Và mặc dù Trung Quốc hiện nay đang trực tiếp đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã 3 tháng qua và ngày hôm nay họ vẫn xuất hiện ở đó, nhưng họ vẫn lớn tiếng yêu cầu Việt Nam phải tới để gặp và bàn thảo về vấn đề này, cũng như yêu cầu Việt Nam phải rút tàu ra khỏi khu vực bãi tư chính và vùng biển mà họ cho rằng là thuộc chủ quyền đường chín đoạn của họ, tức là đường lưỡi bò. Và bài gốc của bài báo đó thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ sau đường phát video này. Thì đây là hình ảnh của bài của trên tạp chí China Morning Post, tức là Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đã trình bày và nói rất rõ về cái vụ việc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra về việc Việt Nam phải rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc cũng như phải đến gặp họ ngay để trao đổi vấn đề này. Và động thái rất khó chịu này của Bắc Kinh diễn ra ngay sau một ngày kể từ hôm 15 tháng 10, đúng hôm ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau hơn 3 tháng im lặng đã phải đưa ra ý kiến về tình hình Biển Đông. Và nội dung mà các bạn cũng có thể được đọc ở một số trang quốc tế cũng như trong nước đã thấy rất rõ. Nhưng Trung Quốc vẫn xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không đếm xỉa gì đến bất cứ phát ngôn hoặc là những cái công hàm của Việt Nam đưa ra, mà ngay cả ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng không làm gì được điều này. Và ngày hôm nay nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chia sẻ ngay lập tức trên trang của mình những cái thông tin mới nhất về đường đi của tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống này. Và sáng sớm hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2019, tàu Hải Dương 8 vừa hoàn tất đường khảo sát thứ 16 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 17 thuộc khu vực khảo sát 4, tức là lần thứ 4 Trung Quốc đã bắt đầu đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ tiếp tục làm cái việc này từ trước đến nay. Quá nửa đêm rạng sáng hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2019 vào lúc 0 giờ 26 phút giờ Việt Nam, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 16 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 17. Đường khảo sát thứ 17 nằm tại vĩ tuyến N13.43 vào vị trí ngang với hòn nước xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Như vậy là rất gần. Tuy nhiên, đường khảo sát mới sát với đường khảo sát cũ, tức là đường 16, khoảng cách giữa đường 17 và 16 chỉ còn 9,2 hải lý, tức là khoảng 17 km mà thôi. Trong khi đó, khoảng cách giữa đường 16 và 15 là 17,7 hải lý, tức là khoảng 32,78 km. Tức là cái thông tin này rất chính xác đến từng dấu phẩy. Và Hải Dương 8 hiện nay đang di chuyển với tốc độ trung bình 5 knot một giờ, tức là khoảng 9,26 km một giờ. Và nếu để gần lại thì các bạn thấy rất rõ, đợt khảo sát thứ tư này của Trung Quốc đã diễn ra rất dài, rất rộng và ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và những cái đường đi này thì rất thẳng và rất song song với bờ biển Việt Nam và lại càng ngày càng gần hơn. Thì điều đó rất nguy hiểm cho những tàu thuyền của Việt Nam nếu đi ra làm công tác khai thác thủy hải sản ở trên ngay vùng biển của nước mình, thì cũng có thể bị những cái đội tàu này sẽ đâm chìm hoặc là chấn áp vì đi sát tàu Hải Dương 8. Mặc dù và như vậy, điều đó chứng tỏ rằng với cái đường đi rất thẳng và rất đều như thế này thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chấp pháp của Việt Nam cũng như hải quân Việt Nam dường như không làm gì được trước những cái tàu của Trung Quốc, và điều đó cần phải có động thái mới thì Trung Quốc mới có thể có những cái phản ứng phù hợp với luật pháp quốc tế.
Và tuy nhiên, vẫn như mọi khi, hôm 15 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng đã không dám chỉ thẳng Trung Quốc, chính là nước đang điều tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mà chỉ nói rất chung chung như vậy. Và những cái phát ngôn mà ông đã đưa ra thì các bạn cũng có thể xem ở trên trang của trong nước cũng như một số trang quốc tế. Ông nói rằng là những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng, và cương quyết kiên trì giữ vững độc lập, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, nhưng phải giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Tổng Bí thư nêu quan điểm với cử tri rằng xử lý mối quan hệ này không hề đơn giản, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải dứt khoát, đồng thời phải khôn khéo và mềm mỏng. Và đây là điều mà ông đã chia sẻ. Và ngoài ra ông còn nói thêm, trước đông đảo cử tri, người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng. Tinh thần của ta là quyết chiến, quyết thắng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng không hề nói rằng là ông sẽ quyết chiến và quyết thắng với ai, với nước nào, mà ông vẫn giữ cái lập trường là im lặng về cái điều này. Và chính vì cái việc đó, cho nên quốc tế cũng như đồng bào trong và ngoài nước không hiểu rằng Việt Nam đang chiến đấu với ai và Nguyễn Phú Trọng nói ai. Thì trong khi mà rõ ràng trên thực địa thì chúng ta đã thấy rất rõ, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã nói rất rõ, nhưng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước vẫn không thể nói ra được điều đó. Những tuyên bố dù cho không chỉ thẳng vào Trung Quốc của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Phạm Nguyễn Phú Trọng có lẽ cũng được bộ phận Hoa Nam Tình báo cục tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội theo dõi rất kỹ và cung cấp với Bắc Kinh, nên chính quyền tại Trung ương đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức lên tiếng chỉ thẳng Việt Nam như vậy. Những việc tương tự đã từng diễn ra khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào khoan thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014 đã dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra khi đó, và cũng có thể điều này sẽ lặp lại nếu Trung Quốc tiếp tục có những động thái căng thẳng với Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, hàng ngàn người đã tập trung tại cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Ngay từ 7 giờ 30 phút sáng đã có hàng ngàn người tụ tập trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc để biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Việt Nam đã gây ra phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế. Tại Việt Nam, phong trào phản đối Trung Quốc đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ trên các diễn đàn, mạng xã hội. Mọi người dân Nam Việt Nam từ già đến trẻ đều biểu thị lòng yêu nước, quyết tâm giữ vững từng tấc đất của cha ông để lại. Từng tấc đất trên lãnh thổ Việt Nam đều là mồ hôi xương máu của ông cha để lại. Việt Nam sẽ dùng mọi khả năng và mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đây là thông báo thời gian đó, vào khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào. Nhưng hiện nay thì tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều, khi suốt 3 tháng nay là tàu thăm dò Trung Quốc đi vào cùng rất nhiều đội tàu hộ tống của Trung Quốc vào và áp chế tàu Việt Nam, nhưng Việt Nam chưa đưa ra những công bố một cách mạnh mẽ cụ thể như vậy. Và đặc biệt là phía Trung Quốc đã phản ứng rất nhanh, đáp trả công bố của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ sau một ngày, khi ông bày tỏ ý kiến phản đối xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở trên Biển Đông. Và nó khác hẳn với cách mà Việt Nam vẫn làm chậm chạp tại Bộ Ngoại giao của Việt Nam khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này trong thời gian vừa qua. Và các bạn cũng đã chứng kiến có những vụ việc xảy ra phải vài ngày, đến một tuần, đến 10 ngày, thậm chí hơn nữa thì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới có những thông báo như vậy, là Việt Nam phản đối Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí. Và đây là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều ngày 12 tháng 9 đã nói như vậy. Và những cái điều này của Việt Nam mà không phải lúc nào cũng kịp thời và đầy đủ. Và cái việc đó thì Bộ Ngoại giao, nơi ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cần phải có cái thái độ làm việc một cách cụ thể và nhanh hơn nữa để đáp ứng cái yêu cầu thực tế. Vì khi Bộ Ngoại giao công bố những điều đó ra thì quốc tế mới có thể biết và có thể phản ứng và ủng hộ Việt Nam hay không, cũng phải cần những điều đó. Và hôm 15 tháng 10 năm 2019, ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng chỉ thẳng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và điều đó các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông trong nước cũng đã đăng tải, là Việt Nam tố Trung Quốc phạm luật ngay tại hội nghị ASEAN Trung Quốc. Đây là điều rất đặc biệt. Và tuyên bố được Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đưa ra tại hội nghị quan chức cấp cao ASEAN Trung Quốc về thực hiện tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, viết tắt là SOMDOC, lần thứ 18 vừa mới kết thúc tại Đà Lạt vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Trung Quốc và Philippines, nước giữ vai trò điều phối ASEAN Trung Quốc ở giai đoạn 2018-2021, đồng chủ trì hội nghị. Dù không giữ vai trò chủ tọa, song phát biểu tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã làm rõ về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, đặc biệt là việc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Đây là một cái mạnh mẽ và một cái thái độ dần dứt khoát hơn của Việt Nam. Tuy nhiên, nó đang ở cấp dưới, là cấp thứ trưởng mà thôi. Và trong bối cảnh đó, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đã đề cập lập trường, quan điểm của
của chính đáng của Việt Nam dựa trên quy tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Trước sự hiện diện của 9 nước ASEAN còn lại và Trung Quốc, đoàn Việt Nam nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc đã và đang là ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình và an ninh khu vực, đặc biệt không tạo bối cảnh thuận lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển giữa ASEAN và Trung Quốc, viết tắt là COC. Và điều này là đã được Việt Nam công bố, và điều đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Và nhiều người dân và cựu cán bộ và cấp cao của Việt Nam đã tỏ rõ bức xúc với Đảng Cộng sản nước này khi họ đã tỏ ra chậm chạp và yếu đuối trước sự hung hăng của bành trướng Trung Quốc. Và đây là chia sẻ mà của ông anh thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đã nêu ý kiến như sau. Dự buổi hội thảo các anh ở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, tôi muốn hỏi các anh, chính phủ có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không? Đây là câu chuyện của toàn dân Việt Nam, giữ được bãi thứ chính là ta giữ được các đảo khác của Việt Nam. Nếu chúng ta để mất thì Việt Nam sẽ không còn đảo nào. Đây là tuyên bố của ông phát biểu trong buổi tọa đàm về bãi tư chính vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 với sự tham dự của nhiều vị nhân sĩ có tiếng. Tọa đàm khoa học có tên Vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế do Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Viện PND thuộc Liên hiệp hội các khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Và đây hình ảnh của ông đã phát biểu như vậy. Và gần đây Việt Nam với những đề tài liên quan đến Trung Quốc rất được người dân để ý và đề phòng. Cụ thể là vụ việc xuất hiện đường lưỡi bò trong bộ phim hoạt hình Everest, người tuyết bé nhỏ. Sau đó, vào hôm 14 tháng 10, Việt Nam đã cho đình chiếu và rút phim cùng các ấn phẩm kèm theo ra khỏi rạp này trên toàn quốc. Và cũng tại Malaysia, chính phủ nước này đã đề xuất cắt đoạn video có hiện hình đường lưỡi bò trong bộ phim này. Và các bạn có thể cũng xem được hình ảnh này trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải. Sau Việt Nam, Malaysia cắt cảnh đường lưỡi bò khỏi phim hoạt hình. Đây là hình ảnh đường lưỡi bò trong một cảnh một phim hoạt hình. Nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ. Và cơ quan kiểm duyệt phim của Malaysia đã yêu cầu cắt cảnh có hình bản đồ đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc khỏi phim hoạt hình Everest, người tuyết bé nhỏ. Bộ phim dự kiến sẽ ra chiếu tại rạp Malaysia vào ngày 7 tháng 11 tới. Cùng thời điểm này, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng kêu gọi cắt cảnh có đường lưỡi bò và tẩy chay bộ phim. Như vậy là có thêm hai nước nữa là muốn cắt cái cảnh có đường lưỡi bò này đi và tẩy chay cái bộ phim này. Thì đây là cái điều cũng đáng mừng với Việt Nam, và Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội này. Và một động thái khác, đặc biệt khác trên Biển Đông dường như để hăm dọa Việt Nam là khi Trung Quốc bắt đầu cho xuất hiện tàu ngầm chiến lược ở đây. Và đây là hình ảnh mà trang báo truyền thông quốc tế bắt đầu đăng tải là tàu ngầm Trung Quốc nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam ở Biển Đông, hăm dọa hay tai nạn. Đây là hình tư liệu một tàu ngầm tiếp theo mẫu 094A lớp Jin trang bị tên lửa đạn đạo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong một cuộc phô trương lực lượng tại Biển Đông. Nhiều ngư dân Việt Nam gần đây đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một tàu ngầm khổng lồ của Trung Quốc bất thình lình nổi lên giữa các tàu đánh cá của họ. Theo một bản tin của tạp chí Forbes hôm 16 tháng 10 đưa tin, sự cố xảy ra từ hồi tháng 9 nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng mới đây qua các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm lớp Jin của Hải quân Trung Quốc trang bị tên lửa đạn đạo được cho là hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa, nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông. Hoàng Sa đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chiếm đảo này từ tay Việt Nam Cộng Hòa sau một cuộc chiến hải chiến khốc liệt với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Việc chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Jin của Trung Quốc nặng 11.000 tấn bất ngờ nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam là một sự cố vô cùng bất thường. Theo nhận định của nhà phân tích quốc phòng được trang mạng news.com của Úc trích dẫn, nhà phân tích Juston, cộng tác viên của tạp chí Không gian và Quốc phòng, nói rằng chuyện một tàu ngầm nổi lên bên cạnh tàu của một quốc gia khác là chuyện rất bất thường, cho thấy có thể có điều gì đó không ổn. Bản tin của trang mạng news.com của Úc cho rằng tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, tức là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng trời. Do đó phải có một lý do nào đó nó mới đủ nghiêm trọng thì con tàu vạn bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh sáng soi mói của tàu bè một nước khác. Nhà phân tích Sutton nhấn mạnh rằng đây không phải là loại tàu được dùng để đánh đi một thông điệp như để răn đe đối với các đối thủ, bởi vì thông thường các tàu ngầm thường tránh xa các tàu cá vì những mối nguy hiểm tiềm tàng. Như vậy là cái việc mà Trung Quốc cho tàu ngầm hạt nhân nổi lên giữa những cái tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian vừa qua, tức là tháng 9,
thì rõ ràng đây là một động thái gần như là răn đe của Trung Quốc, vì có những cái căng thẳng ở trên Biển Đông thì họ sẵn sàng dùng những tàu ngầm chiến lược này với những tên lửa hạt nhân đã được lắp sẵn để có thể bắn vào bất cứ đảo nào của Việt Nam hoặc là ngay trong đất liền để áp chế Việt Nam. Và mặc dù trong thời gian gần đây các phản ứng của Việt Nam về vấn đề Biển Đông chỉ trích Trung Quốc có vẻ tăng dần, nhưng khi đứng một mình thì Việt Nam khó có cơ hội đối đầu với Trung Quốc về mặt quân sự trên biển. Điều quyết định là Việt Nam cần phải vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, thiết lập liên minh bền vững với các nước dân chủ tự do trong khu vực và trên thế giới để cùng nhau bảo vệ được chủ quyền đất nước cũng như bảo vệ tự do hàng hải và tự do hàng không. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết và phục vụ các bạn được những thông tin chính xác nhất, trung thực nhất và trong thời gian ngắn nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Trung Khoa Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.